Rồi, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục lại review cho mọi người xem cái dòng bu lông M12 12V của Miyuki. Đây, dòng này thì nó thông dụng rồi. Dòng này với model của mã Mỹ là 2555-20, nhưng mã của Việt Nam mình dành cho khu vực của châu Á thì nó là M12 FIVF12. Cái này lực nó tương đương là 340 newton. Đấy. Thì phải cho hôm nay mình làm cái video quay cho anh em xem. Cái này thì lực nó nhỏ nhưng mà cực kỳ khá là mạnh. Đấy. Anh em có thể là mở bắn xe máy, ô tô, đầu 1/2 động cơ footlet pin 4A. Thì nhân tiệm đầu năm thì mình cũng xin chúc tất cả các anh em năm mới thật nhiều sức khỏe. Đấy. Làm ăn sung túc. Đấy. Đây đầu năm thì nói chung là anh em nào mua hàng của mình thì mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái phong bì lì xì. Thì nói chung là cũng khai lộc đầu năm. Thì đó. Thì hiện tại là một combo như này. Một sạc nè. Sạc này là sạc 220. Một máy, một pin 4A. Một túi xách. Một đôi găng tay. Và mình sẽ kèm theo cho anh em một phong bì lì xì đầu năm. Thì giá hiện tại là 4,9 triệu một bộ như này. Đó, anh em. Giá một bộ combo như thế này 4,9 triệu có cả vali đầy đủ, bảo hành 12 tháng. Pin sạc nếu mà trong vòng 1 năm mà có trường hợp gì thì sẽ đổi mới cho anh em. Đổi mới luôn. Còn máy thì sẽ bảo hành. Rồi, mình cảm ơn anh em nhé. Đầu năm thì cũng không có gì hơn, chỉ có cái video gửi tới anh em. Rồi, mình xin chào nhé.